Ngưng lại hết, ngưng lại, ngưng lại. Gì vậy? Gì vậy? Tấp vô bờ nhanh lên. Tấp vô bờ vậy? Trời ơi, tụi mình đau bụng rồi, tấp vô bờ. Ừ, đi chơi mình tấp vô bờ vậy. Nhưng mà làm sao mà Bây giờ đau bụng quá rồi, không tấp vô là làm liền ở đây luôn á. Để ra coi. Tấp vô. Để ra kìa. Trời ơi. Chạy gì vậy? Ổn cái đường hả? Chạy kiểu gì vậy? Người ta té xuống sông rồi thấy không? Mập mỡ á. Mập mỡ sớm bên á. Ai vậy? Ai mà chèo ga kiểu gì mà kỳ cục vậy hả? Mập mỡ á. Trời ơi. Ta đang đi tự nhiên đâm lũ vô lại sao? Nè, tôi thấy anh chạy ga mới là không đàng hoàng đó. Thấy ga người ta không né thì thôi chứ. Trời ơi, thằng này có bao giờ biết né đâu. Người ta né thằng này thôi à. Ừ, đúng rồi đó. Còn lâu tôi mới né nghe chưa? Mấy người chạy cho đàng hoàng thì chạy, còn không chạy được thì thôi. Thôi, bỏ đi, bỏ đi. Đâu. Lớn đừng có chơi dơ nha. Đừng chơi dơ nha. Thôi mình bỏ đi, mình đừng có làm cái gì nữa. Trời ơi, giờ có né không? Cãi nhau nữa, mọi người có biết là tôi đang đau bụng hay không vậy? Tắp vô bờ. Cậu, đau bụng cậu. Bên này không né chứ gì? Bên đây của tụi tôi nói cho mày biết nha. Còn một vũ khí sinh học nữa. Bón phân ghe nó, quăng con thơm qua. Mận. Hồi nữa chị rủ anh Bảnh hai mái với lại anh Hải đẹp trai điếu nước nha. Hôm nay tụi bao hết luôn. Hả? Thiệt. Đi có tí chiếu về à. Chứ không có đi nguyên ngày đâu sợ. Coi như là mình ra ngoài mình thay đổi gió đi. Thôi giờ tôi đang bận bán hàng rồi, tôi không có đi đâu. Vậy tôi rủ chị làm gì nữa? Bởi vậy, con người vậy hả, nên suốt ngày hả, lúc nào chị Đạo hả cũng lớn tới hết trơn á. Ê, sao tự nhiên nhắc tới chị Đào chi vậy? Thì hả, nếu mà chị không có vậy á thì chị dám đi chơi không? Mắc gì không dám. Đúng rồi, phải đi. Má. Má ơi. Ơi. Má. Gì vậy? Ở nhà canh nhà nha, con chị Mận đi chơi xíu. Đi. Ê. Đi. Hai đứa đi đâu? Đi đâu là cái chuyện của người ta mà, hỏi gì? Ở nhà canh đồ đi, con gái đi chơi xíu, hỏi hoài. Trời. Đi. Ê mày làm riết mày giống má tao quá mày. Ủa cậu, cậu tính á, cua cái cô gái hôm bữa gây sự với mình hả cậu? Ừ, nhìn con nó cũng đẹp mà. Không, mà con thấy á, cô ấy tuy dữ nhưng mà là một mỹ nữ á. Nếu mà gia đình nó khá giả, cùng ngành nghề với gia đình mình. Dạ. Tại sao không để hai thành một? Hiểu không? Dạ, đúng rồi, đúng rồi cậu. Ê Út. Út. À, hôm qua chị nghe nói em với anh Thơm với anh Hải đi chơi chung với nhau vui lắm hả? Có gì không? Đâu có gì đâu. Hỏi cho vui á mà.
Chị ở đây đi, em đi vô. Bưởi ngon lắm cậu. À, bà chủ anh ơi. Anh ơi, mua gì vậy? Chào. Tôi tính mua gì á? Bưởi này bán sao cô ha? Bưởi da xanh, đặc sản ở đây, 30.000 ký. Mua mấy ký? 30. Còn quýt này sao? Hai loại nè, loại này 20. Loại này 20 hả? Còn loại này? 20. Mua mấy ký? Vậy bán tôi trái dừa. Gì kỳ vậy? Đi hỏi giá bưởi da xanh rồi không mua, hỏi giá quýt đã rồi không mua, đi mua cái trái dừa à? Có gì đâu, thì bây giờ khách hàng người ta muốn mua cái gì thì cứ bán đi. Khách hàng là thượng đế mà, đúng không? Buôn bán gì mà khó quá. Trời. Người gì mà hung dữ quá cậu. Dừa 10.000 trái. Dạ, đây nè cậu. Khỏi thôi. Cửa hàng của tôi á, bán đúng giá, không có dư một xu. Mà cũng lấy tiền dư của khách một xu nữa. Dạ. Ủa rồi, có chặt giùm không? Không. Ở đây bán sỉ không à, không có bán lẻ nên không có chặt. Vậy chứ, cái này đã bán lẻ mà đâu phải bán sỉ. Cái này là khách không mời mà tự tới. Ở đây không thích bán lẻ. Thôi chọc cô thôi. Chẳng qua hôm nay tôi tới đây là cô muốn xin lỗi cô chuyện hôm bữa. Tôi có cản đường cô. Thôi bỏ qua đi, vui vẻ với nhau mà. Nói xong rồi đúng không? Xong rồi đi đi cho người ta buôn bán với. Ở đây không có rảnh đâu mà nói dốc. Cậu, người ta khó lắm á, chứ không phải như mấy cô gái khác đâu. Kệ đi. Dạ. Con nhà ai không biết nữa. Nhìn mặt là khó ưa rồi. Không lẽ anh trốn mình? Mà mình đẹp gì sao trốn được? Anh Hải ơi, nhất quyết phải tìm được. Sao ra được trời? Sao ra đi? Hồi nãy không biết sao vô dễ, giờ ra khó dữ vậy trời. Sao ra? Cứu tôi! Có ai cứu không? Anh Trọn! Không có! Anh Trọn! Sao mình ra hay vậy ta? Trà tới đây, trà đạo này. Nhà con không có rượu, chỉ có trà thôi, dì Mai ơi. Rót cho dì miếng coi. Dạ. Cảm ơn con. Vậy, chừng nào dì về xì phố lại à? Về làm chi? Sao mà hổm nó về đây chơi đâu mà. Mày,
Ta đang tính. Trời, không có thì thôi, với bữa hổm con nghe thì nói sao giờ nói vậy. Vậy sao? Chứ không phải mày muốn đuổi tao hả? Có đâu vậy, bông của tao mà mày đi cứ này hư bông tao hết mày. Mày điên hả? Mày sao vậy? Nữa hả? Nhìn cái mặt của mày, tao biết thất bại nữa rồi. Chắc vậy đó con. Sao vậy con? Mày nghe, tao không hiểu nổi mấy đứa con gái luôn á. Mà tao nghĩ, tại sao mà ông trời, ông lại bất công như vậy? Ông sinh ra loài đàn ông được rồi, sinh thêm loài đàn bà nữa chứ. Bởi vậy người ta mới nói chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi. Đem đàn bà ra, bây giờ đàn bà với đàn ông phải đến với nhau. Rồi nó xào xáo, nó tùm lum ở trong đó. Bởi vậy người ta có một câu này, người ta viết về đàn bà nó hay lắm. Ôi đàn bà là những niềm đau, đàn bà là ngọc ngà trăng sao, là con dao nó đâm vô tim một cái bạc, nó chảy máu. Ê trời 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 ơi mày, cái thằng này, đàn bà cái gì? Trời ơi. Đúng rồi. Bởi vì người ta nói trời có lúc nắng lúc mưa, con gái lúc mưa lúc nắng. Oh yeah. Con gái có lúc hiền như này, con mày gái có khi như nó một là hai, con gái nó hai là nó mười. Sai. Con gái có lúc hiền như này, con gái có khi là bà chằn. Đúng rồi đó, dữ như quỷ vậy đó. Đúng rồi. Ê, nhưng mà ta nói cho tụi bay biết nha, ta không phải là con gái mà... Hả? Mà ta là con gái. Là sao? Hả? Là, ê, ta chưa nói hết. Là ta là con gái già đó biết chưa? Trời ơi, làm hết hồn. Làm hết hồn. Tưởng gì đi giải phẫu chứ. Tưởng cuối đời ông hai ông sẽ ấy chứ. Gì? Dạ không, thì cô nói ấy thôi. Hiểu sao hiểu. Thằng này, xí. Bệnh. Buồn quá, thất bại hoài. Nè, nó đang buồn đó, mày tìm cách giúp cho nó đi. Dì yên tâm, còn có cái túi hỗ trợ ở đây. Nghiên cứu đi con, nghiên cứu đi có mày gì. Mày đọc một mình mày luôn đi, sao thấy gớm. Tội nghiệp nó. Con sưu tầm bí kíp gì mà nó không chịu. Thôi con tìm bí kíp khác đi con. Có cách gì khác không? Dạ con chào bác. Dạ chào ba. Kiếm ai? Dạ cho con hỏi, không biết có đào ở đây không à? Ở đây không có đào, có năm ngọ được không? Tiệm đào có chuyện gì? Dạ cũng không giấu gì bác, hôm bữa con có lỡ mạo phạm với đào nên hôm nay con qua để con tạ lễ. Tạ lễ gì? Dạ con có gửi một ít quà nên mong đào nhận. Gửi quà cho nó thì tìm nó mà trao tận tay cho nó, chứ đứng đây gặp tôi làm gì. Giờ sao? Dạ không. Giờ sao cậu? Mục đích của con qua đây là để tặng quà cho má. Hả? Dạ quà này là con tặng cho bác, còn đào thì con tặng sau. Dạ tặng cho tôi. Dạ vậy ha. Dạ cảm ơn cậu nghe. Dạ, dạ. Tặng cho tôi. Dạ tặng cho tôi. Dạ cầm quà vậy. Dạ dạ con gửi bà. Dạ con xin lỗi. Bà cũng được mà. Dạ bà là phải có quà. Đang gì vậy? Khăn hoàng cổ á. Đợi khi nào á Lê sinh em bé, tôi làm cái tặng cho Lê hen. Cảm ơn bà trước nha. Ủa mà chuyện tình yêu của bà với người kia sao rồi? Tụi tôi á rất là hợp nhau. Chúc mừng nghe. Rồi hai người có tính chuyện tương lai chưa? Có dự định gì không?
tôi cũng không biết nữa. Rất là khó để có ai chấp nhận tụi tôi lắm. Nhưng mà không sao, chỉ cần tôi và ảnh được bên cạnh là tôi thấy vui rồi và hạnh phúc lắm rồi. Yên tâm đi, thời buổi giờ có cờ lục sắc rồi ông. Yên tâm. Năm ký. Đào, ổng qua đây làm gì vậy? Có gì đâu, không có gì hết á. Ê, hồi nãy ổng nói gì vậy? Đi chỗ khác chơi. Ê, nói em nghe đi. Trời, không có gì mà. Đi 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 đi. Anh ta đúng là ngốc mà. Ai biểu không nói sớm với mình chứ. Dạ. Uống nước đi con. Dạ con cảm ơn bác. Dạ sẵn đây con cũng biếu bác một món quà nhỏ. Dạ. Trời đất ơi, tới thăm bác là quý rồi, quà cáp làm chi cho tốn kém vậy con? Dạ không có, cái đó chỉ là một chút lòng thành của con thôi, mong bác nhận. Ừ thôi bác cảm ơn con nghe, con dạ. Uống nước đi. Dạ con cảm ơn bác. Coi chừng nóng đó con. Dạ dạ. Bác ơi. Hả? Cho con hỏi là có Đào ở nhà không bác? Ờ không, nó mới đi thất thì đó. Con mà tới sớm mà là con gặp nó rồi. Ờ nhưng mà bữa nay không gặp á thì bữa khác gặp, có làm sao đâu. Bây giờ không có Đào có bác được không con? Dạ 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 cũng được, không có sao hết. Dạ bác với con ngồi nói chuyện cũng được, không sao. Dạ bác đúng là người phụ nữ nhạy bén nha. Nhìn bác rất là hiểu ý của người khác. Cảm ơn con nghe. Coi chừng nóng đó con. Dạ. Chào. Dạ. Chào bác. Thế nào đây? Cháu này là mà cửa hàng mình quen biết buôn bán với nhau đó không? Cháu tới thăm thăm tôi. Ủa vậy ở đâu? Dạ con là người ở ấp trên. Gia đình con cũng buôn bán trái cây giống như nhà mình vậy nè. Trên sao là mang buôn bán được không? Dạ, dạ được bác. Cảm ơn bác. Có gia đình chưa? Dạ con chưa có thưa bác hai. Nên có gia đình đi cho rồi. Tuổi này rồi mà còn để lông bông như vậy hư hết, không được. Dạ. Kiếm chỗ nào ghé bến cho nó bình yên đi. Dạ con cũng đang tính đó chứ. Tính khỉ khô gì về cứ mận cho rồi đi. Hả? À, chứ có gì đâu, tính uống nước đi. Uống nước rồi dạ. Về nghỉ ngơi. Dạ. Uống nước đi con. Dạ dạ thôi, nếu vậy thì chắc con xin phép hai bác, con về. Thôi bữa khác tới ha. Xin dạ. Lỗi không tiện ha. Dạ con chào bác. Cái hẹn bữa khác tới là bà hẹn cho tôi không có hẹn nha. Dạ rồi con chào bác. Ông này mà ông kỳ cục hết sức vậy đó. Nó là con nít, nó tới nó thăm mình mà ông sân si với nó chi vậy? Không có sân si. Hợp thì tiếp, không hợp tiễn. Vậy thôi. Kiểu này riết ai dám qua đây thăm nữa. Mệt. Cần á. Cần qua thăm quá. Vàng tới tao còn chưa tiếp chứ ở đâu mà đồng. Đẹp quá. Hàng xịn. Hàng xịn. Đúng là nhà giàu có khác mà. Ôi.
Trời ơi, con Thơm mà nó lấy được thằng Đồng thì chẳng khác nào chuột sa hữu nếp, mình cũng được hưởng lấy. Cà phê nè ông, sao ông không qua bàn ngồi? Thôi, ở dưới quê ngồi chậm nó quen rồi. Vậy hả? Ở đây cũng mát mẻ ha. Dạ, bác hai. Dạ dạ, con chào bác hai. Ê, ngồi đi luôn đi. Mình ngồi đi luôn. Một nhà mà. Ừ, đúng rồi. Trời đất quỷ thần ơi, nhà cửa xì phố mà sao bỏ, về đây mở quán vậy đó ha. Cha vô duyên, nhà cửa người ta, ta có người sắp xếp rồi. Cà phê đá đi vậy mày. Ờ. Con ly trả được nha. Bà gan quá ha, dám về đây mở quán nữa ha. Tính sống ở đây luôn đó hả? Bà mặn gì vậy? Tôi nói nó đó, nó về đây mở quán làm gì? Để dụ dỗ ông, quyến rũ ông chứ làm gì? Tôi mở quán rồi ai làm gì tôi? Làm gì hả? Mày gan mày dám nói lại là ngửi với tao không? Tao phá bên quán này cho mày coi. Mày im đi. Im cái gì? Cứ về đây nó dụ dỗ. Tôi nói mày im nha. Tôi không im. Im đi. Ông. Trời ơi, trời ơi, bà hai, ông nhớ quýnh tôi nghe chưa? Mày nói mày nhớ nghe chưa? Bữa nào tao qua tao quậy tan nát quán mày. Đi về. Bà hai bình tĩnh. Đi về. Bình tĩnh bà hai. Xin lỗi nha. Dữ quá. Giờ sao? Đi với sao? Quay được đúng hả? Quay được sao không? Ghế mở lại như camera. Thôi đi đi đi. Thôi đi đi. Phim này hay, phim này hay. Quay luôn. Thôi đi cha. Người ta đánh ghen mà ông quay phim. Rách quần nữa bây giờ nè. Ông giỏi quá ha. Ông giỏi quá. Có cần á, ông rước bà Mai về ở đi. Đừng có mà mặn nhục tôi, làm xấu hổ tôi. Bà đừng có nói xàm nha. Ông với bà mèo mã gà đồng, tính làm nhục nhã làm xấu hổ tôi hả? Làm gì mèo mã gà đồng? Chứ sao, không phải mèo mã gà đồng thì đi ra ngoài làm gì? Người ta mở quán, tôi ra tôi ủng hộ không được hả? Ủng hộ, ủng hộ? Ủng hộ gì? Ai mượn ông ủng hộ? Ủng hộ rồi ông đánh tôi vậy đó hả? Vậy chứ bây giờ bà nghĩ sao? Bà Mai bà mở quán, bao nhiêu người ra uống, không lẽ ai cũng có ý với bà Mai? Người ta khác, ông khác. Tôi hỏi ông nè, tôi là vợ của ông, tôi ra tôi lôi kéo ông về thôi. Mà ông đánh tôi, ông thấy có chồng ai mà vậy không hả? Tại bà quá đáng, cho nên tôi mới làm như vậy. Tôi quá đáng cái gì? Tôi đâu có khả năng giật chồng người ta. Tôi chỉ có khả năng tôi níu kéo chồng tôi về thôi. Mà ông đánh tôi vậy đó, ông có được không? Bà thôi nha, tôi nhịn bà nhiều rồi á. Ủa, ông nhịn tôi hả? Ông nhịn tôi mà ông đánh tôi là ông nhịn hả? Rồi giờ sao? Ông sừng sổ với tôi phải không? Muốn đánh tôi phải không? Đánh đi, đánh đi. Bà vừa phải thôi nha. Bà mà còn nói nữa tôi không nhịn bà đâu. Chỉ giỏi cái tài ăn hiếp vợ con hả? Có giỏi đi ra ngoài đường á, ăn hiếp người ta, đánh người ta đi. Chồng với con, tôi nói thiệt nha, một lần nữa là tôi không nhịn đâu. Còn một lần nữa hả? Tôi tán xéo mỏ lúc đó hết nói. Chuyện biết. Chà, trời ơi, cái gì cũng biết làm hết, giỏi quá ta. Sao vậy? Còn giận tôi chuyện hôm bữa hả? Giận chi người dân vậy? Thôi mà, thêm một người bạn còn hơn là thêm một kẻ thù, đúng không? Tôi không thích chơi bạn giống vậy. Ê, nè. Nè. Em ngồi chắc vô nha. Ngồi chắc coi tài em. Lái xe đạp của anh à. Trời. Từ từ thôi. Đứng lại đi. Anh không biết chạy để em chạy cho. Thôi, em cứ yên tâm đi. Lên. Lên đây. Rồi. Ê. Ủa chưa lên nữa hả? Chưa lên mà. Anh xin lỗi. Lên. Hai đứa đặt chung. Thôi để em chở cho. Lên. Đi. Để em chở. Em đặt
đi. Em đạp cho. Anh giữ tay lái cẩn thận. Dạ. Cái gì thằng Đồng này không có thì người khác đừng hòng có được. Ủa, gà của nhà ai tự nhiên chạy vô nhà mình vậy ta? Gà mà vô trong nhà mình á là coi như gà của nhà mình rồi còn gì nữa. Chà, mập dữ à. Cà ri gà chắc ngon à. Cục tác. Được rồi bà. Gà của mày hả? Dạ không. Vậy chứ mày bắt gà làm gì? Dạ thì con bắt gà cho bà. Ờ, cảm ơn nha. Dạ. Bắt gà giùm ha. Dạ. Ừ, dạ. Mình đi bà... đâu đây? À, con đi qua con kiếm cô Đào. Dạ, cô Đào có nhà không bà? Ừ? Dạ, sao vậy bà? Ê nhóc. Dạ. Bộ tao già lắm hay sao mày kêu tao bằng bà? À, dạ. Dạ, chào bác. Ừ, tạm được. Dạ. Kiếm cô Đào hả? Dạ. Kiếm cô Đào làm gì? Dạ, cậu Đồng con á sai con qua đây kiếm cô Đào á bàn công chuyện. Cậu Đồng mày hả? Dạ. Kiếm cô Đào bàn công chuyện? Dạ. Công chuyện gì? Chuyện là... Là sao? Ờ... Dạ không được. Cậu Đồng con nói á, chính con là phải nói cho cô Đào biết. Ừ. Dạ. Nhưng mà bây giờ á, cô Đào không có ở nhà. Cô Đào không có nhà hả ta? Ừ. Bây giờ bàn cái chuyện gì phải nói cho tao biết để tao nói với cô Đào chứ. Ờ ha. À, mà không được. Không được cái gì? Mà cậu mày á, gặp cô Đào để làm gì? Bàn công chuyện gì? Bàn ở đâu? Dạ thì bàn ở quán á bà. Ở quán? Dạ. Bây giờ tao sẽ về tao nhắn với cô Đào. Dạ. Là cậu Đồng muốn gặp cô Đào ở quán. Dạ. Nhưng mà ở quán nào? Tao có biết cái quán nào đâu để tao nhắn với cô Đào, đúng không nè? À đúng rồi. Ừ. À dạ. Dạ đây nè bà, trong này có hết luôn. À địa chỉ trong này chứ gì? Dạ đúng rồi. Đúng rồi, mày phải đưa tao. Mày dạ. Đưa tao tao mới nói với cô Đào được chứ. Dạ đúng rồi. Ừ. Dạ trong này là có địa điểm của quán luôn đó bà. Dạ. Ừ. Rồi. Ủa. Dạ. Rồi tao nhớ rồi. Có gì tao về tao nhắn với cô Đào giùm cho ha. Ủa vậy hả bà? À về. Dạ. Đi con. Dạ con cảm ơn bà. Ừ. Chào bà con về. Bà cái đầu mày. Ờ. Bác. À dạ. Thằng này làm như tao già lắm vậy. Dạ con chào bác con về. Ờ. Ê. Dạ. Gà của ai? À. Dạ gà của bà. Của ai? À dạ của bác. Của bác. Đem vô. Dạ. Sau bếp cho tao. Dạ. Tao già chứ tao đâu có ngu vậy. Dạ con có con gà cho bà rồi đó. Cái gì? À, dạ bác. Dạ. Dạ con chào. Dạ con chào bác con về. Ờ. Dạ. Mặt tao gì kêu bằng bà. Đồ cái thứ ngu. Cuối cùng á, mày có giữ được bí mật của cậu Đồng mày với cô Đào không? Đâu có giữ được. Gài một cái là mày khai hết. Ngu. Má. Ờ. Đang kiếm gì vậy má? Nè. Dạ. Chiều nay á mặc quần áo đẹp, mần mặt cho đẹp, đi gặp cậu Đồng nghe chưa? Gì vậy má? Cứ theo tao. Hả? Má. Má. Con có biết cái gì đâu mà má kêu con bạn. Lỡ con làm hư hết chuyện rồi sao? Má muốn gì vậy má kêu chị Đào đi. Con không làm đâu. Nè. Nói á là công việc, nhưng mà má muốn con á phải đi. Bởi vì sao? Má muốn con gặp cậu Đồng để làm quen với cậu, chiếm cảm tình của cậu, hiểu không? Không, không. Bỏ nước xuống mày. Đang nói chuyện. Con phải làm sao để cho cậu Đồng á chịu con thì cuộc đời của má sau này mới sung sướng, hiểu không? Má ơi, nếu muốn cuộc đời của má sau này sung sướng á thì má đi lấy cậu Đồng đi, má kêu con chi? Tao già rồi mày. Chứ tao không còn trẻ nữa. Mà tao nói thiếu, cuộc đời của má con mình á sau này sẽ sung sướng. Nhưng mà con không có đi đâu. Lý do? Má biết không? Tại vì á, thứ nhất á là anh Đồng không có thích con. Thứ hai là con không thích anh Đồng. Thứ ba là con đã có người yêu rồi. Bạch Mã hoàng tử chứ gì? Dạ đúng rồi má. Trời ơi má biết không? Ảnh vừa đẹp trai nè, manly mà đàn ông nữa má. Ừ. Vậy thì cái lúc con đói khổ, con không có cơm ăn á, con có lấy cái đẹp trai, cái manly ra con nấu thành cơm được không? Nhưng mà hả, con có tình yêu. Má hả, má đâu có hiểu gì về tình yêu đâu. Đúng rồi. Tôi đâu cần hiểu gì về tình yêu. Tôi chỉ cần biết tôi có tiền là được rồi. Bây giờ con đang yêu,
Con thấy cuộc đời con toàn là màu hồng à. Con à, bây giờ chưa chồng con phải biết lựa chọn thằng nào ngon hơn, thằng nào giàu hơn con lấy chứ. Má ơi, nhưng mà má nghĩ không coi... có nhân nhị gì hết, quyết định như vậy mà làm. Dụ nước đi. Con giận má không muốn nữa đâu. Lúc nào cũng đồng đồng. Kỳ này về miền Tây hả? Chắc tôi kiếm... Kiếm cái gì? Thì tôi kiếm cô út nào dễ thương, hiền hậu. Rồi tôi nói với mẹ tôi xuống coi mắt. Ờ, anh tới lâu chưa? Đây có người gọi rồi. Nhưng mà anh đang hẹn chị Đào đúng không? Chị Đào chỉ bận rồi nên kêu em đi thay. Với lại anh có chuyện gì muốn bàn thì cứ bàn với em đi. Ủa Đào bận gì vậy? Chắc là chị Đào đi lấy tiền hàng gì đó. Rồi ai kêu em tới đây? Thì má em chứ ai. Má nói chị Đào bận rồi nên kêu em đi thay. Bà ta thích chơi chiêu dùng quả thế công đây mà. Bà giỏi lắm mà năm ngọt. À, anh không mời em muốn gì hả? À, em muốn gì em kêu đi. Anh mời. Cậu, 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 cậu. Gì? Cậu làm gì cậu đi nhanh quá vậy? Cậu, con nói cậu nghe nè. Mà sao á, cái cô Đào này kỳ quá vậy cậu? Con thấy là cô Đào cổ coi thường cậu lắm á. À, mà cậu, sao cậu hẹn cổ ra bàn công chuyện mà cổ không chịu ra? Ai mà biết. Chối mình để coi mày cười được bao lâu. Đi. Dạ. Thơm. 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 Gì đi tê tê một nước vậy con? Không có vui. Sao rồi? Mày với nó tới đâu rồi? Không có tới đâu hết á. Là sao? Thì hả, tới thấy không phải con Đào, cái là chả kiếm chuyện cho bỏ đi, bỏ mình ở đó đó. Mày ngu quá à. Thì mày kiếm chuyện gì để mày níu kéo nó lại? Thôi, níu gì mà níu. Vừa thấy cái mặt tôi cái là hả, mặt của chả hả, xì xuống một cục gì nè. Hỏi sao mà nói gì được nữa. Bỏ mình đó, ai cũng nhìn vô, ai cũng cười, quê cũng chết. Thôi 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 được rồi. Mình thua keo này á, mình bày keo khác. Dạng sự khởi đầu nan, mới có gian nan mà con bắt đầu con nản là sao vậy? Thôi, má muốn bài gì má bài, má muốn làm gì má làm. Còn á, má thích trai á thì má tự mình đi kiếm. Ơ cái con này, sao mày ngu quá vậy? Mày ngu giống ai vậy? Thì ở đây có má với con thôi, giống má với giống ai. Không dám đâu, tao khôn thấy mồ á. Má khôn má tự làm đi. Cái con này. Nè. Nè. Con này. Đại ca, đến chưa? Ê! Mày có phải là thằng Thiên Lôi không? Hả? Không, thằng này tên Thiên... Thiên Hải. Thiên Hải, đúng rồi, nó tên là Thiên Hải. Thiên Lôi gì ở đây? Vậy là gặp mày rồi. Ờ, chào mấy anh. Hôm nay mày biết tao gặp mày làm gì không? Biết chết liền á. Dạy cho mày bài học. Bậy bà, tôi có đi học, tôi có tốt nghiệp mà, đâu cần dạy tôi đâu. Thôi đi dạy mấy đứa nhỏ đi, tôi đi à. Nó đi học, nó có đi học, nó kêu đâu cần dạy nó học đâu. Ừ. Không phải học chữ. Chứ học gì? Mà tao sẽ dạy cho mày bài học nhớ đời. Đúng rồi, ông dạy nhớ đời. Nhớ chưa? Chứ không phải là dạy học, dạy nhớ đời. Là sao? Là dạy đời sao, dạy nó đi. Là anh mày dạy cho mày một bài học là mày nhớ suốt cuộc đời mày luôn, không bao giờ mày quên được. Đó, dạy học là cộng chung với đời, là
biết một cái là suốt cuộc đời biết luôn, khỏi cần phải học cái gì thêm nữa. Ý là hai anh đòi đánh tôi hả? Ê bậy rồi nha, tôi với hai anh có quen biết gì đâu mà tự nhiên đòi dạy đời, đòi đánh tôi. Tránh ra tôi đi á. Giỡn mặt hả mày? Rồi cuối cùng đòi đánh thiệt á hả? Đánh thiệt? Ông này mà ông đá vô cây là đảm bảo ông đánh thiệt, không bao giờ giỡn. Thấy mà còn hỏi nữa hả ông nội? Ê, nãy giờ thấy nói chuyện đàng hoàng ha, đừng có làm tới nha. Thằng này có võ nha. Tôi có võ thiệt rồi nha. Nó có võ kìa. Trời, nó có võ thiệt. Ông tin hả? Võ thiệt á. Nó có võ thiệt. Đừng quyền đâu coi. Bây giờ nó ra quyền kìa, đứng đàng hoàng. Cẩu quyền nè, xà quyền nè, xà quyền luôn kìa. Hạt quyền nè, hạt quyền là ba võ rồi đó. Cao quyền nè, cao quyền nè. Ôi da, cao cao quyền, cao 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 đường thì có mày hả? Trời ơi, tôi chưa ra quyền mà sao đánh tôi lại vậy? Tao cảnh cáo mày nghe, mày mà còn lén phén với con đào của tao á là mày chết mày. Nghe mày rồi, chết rồi mày. Tới em, tới em. Hồi nãy mày chơi cẩu quyền hả? Hạt quyền hả? Tao quýnh mày một cái mày thành con chó quyền luôn nè. Mày ơi hả? Mày ơi. Có người, đi đi đi. Mày ổng quýnh như con đẻ không trời? Tôi chưa thủ quyền đánh tôi rồi. Trời, cái ngày gì trời? Bây giờ, trời, con phục cậu ghê luôn á cậu. Gì đâu, phải dạy cho nó bài học vậy mới được. Dạ đúng rồi cậu. Nó đâu? Nó đâu rồi? Rồi đi rồi, làm tốt. Tiền đâu? Ok. Ê, hả? Tiền. Dạ. À, gì cậu? Tiền. Tiền. Gì mày làm gì vậy? Tao đưa tiền mày rồi mà. Ở đâu ta? Ê thằng quỷ, giỡn quay mày. À, con nhớ rồi. Chờ chút nha cậu. Trời ơi, nhanh đi, nhanh đi. Dạ. Đợi xíu, đợi xíu. Có tiền, có tiền. Tưởng chậm chậm là cho thành con heo quyền luôn à. Ờ, rồi, 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 rồi. Dạ, tiền đây cậu. Đây, tiền mà quán đâu vậy? Dạ, con giấu dưới gốc cây á. Làm quá, lấy tiền thôi, muốn chi nữa. Đi đây. Rồi, đi đi. Rồi ha. Có gì kêu tiếp nha. Okay. Quả này thằng Hải nó sợ rồi đó cậu. Đi. Dạ. Tâm trà nhâm nhi trà cái coi. Ủa, ê ê, mày bị gì vậy? Hả? Có sao không? Ngồi xuống, ngồi xuống. Bị đánh. Trời ơi, ai đánh mày? Không biết, hai thằng nó bụ đánh mình tao. Hai thằng lận hả? Mày có nhớ mặt nó không? Không, nó đánh tôi bụi luôn, không thấy mặt mũi nó đâu sao nhớ. Trời ơi, không lẽ mày đi dọc đường mà giành gái con người ta? Mày điên hả? Giành gái gì ở đây ấy, đâu giành. Ờ, đúng rồi. Nó đánh xong rồi nó kêu tao à tránh xa đào ra, không được gặp mặt đào nữa. Nếu còn gặp đào nữa, đánh hơn vậy nữa. Rồi rồi rồi, tao biết rồi, tao biết rồi. Vậy là mày có tình đến giặc cứu luôn. Mày khùng quá. Từ khi tao quen biết đào tới nay, tao thấy có bao giờ đào quen người đàn ông nào khác đâu. Không lẽ tí của đào biết chuyện rồi cho người đánh mày? Mày nhớ kỹ đi, mày có ăn chịu ăn thiếu gì của ai không? Chịu cái đầu mày chứ không chịu. Mà bà muốn bò mày trả tiền bà chưa? Trả rồi ông nội ơi. Trời ơi, đau quá. Nhìn mặt mày tôi muốn ối luôn vậy đó. Ê bây giờ mày khoan sĩ nhục sắc đẹp tao, mày cho tao mượn chai dầu được không? À quên nữa, sức thằng vô, sức vô. Trời ơi, tơi tả thằng nhỏ. Sao bị trên mặt mày sức chi chân mày? Thì tao sức mẹo. Ờ, cũng đúng. Hết không? Hết rồi. Bây giờ nó loàn hết cái mặt tao rồi. Trời ơi, là sao? Là đau quá, giờ chỗ nào cũng đau hết rồi. Thôi mày, thôi mày vô nằm nghỉ giùm tao cái đi. Ừ. Nhìn mày tao quái quá. Ê, dìu tao vô được không? Ờ, tao dìu mày vô nè. Bị cái mặt nhưng mà tao đi không có nổi. Trời ơi, sao kỳ vậy? Không biết nữa. Mày láng đau quá. Mày đau mà vừa láng gì nhá vậy.
sao buồn vậy? Uống gì con? Dạ vì vì cho con ly chanh muối dắt thêm tắc đi. Chanh muối dắt thêm tắc? Dạ vì cho ly chanh muối không cũng được. À vậy hả? À, đợi gì nha. Dạ. Mặn. Này gì mày ơi? Ơi. Cho thêm ly chanh muối nữa. Ờ rồi, đợi gì chút. Khỏi dắt tắc nha. Ờ, dắt thêm me được không? Dạ cũng được. Có gì thì nói lẹ đi. Tôi còn về bán hàng nữa chứ tôi không có rảnh rỗi gì đâu à. Mặn. Anh muốn nói với em nhiều lắm mà. Muốn nói gì thì nói, đàn ông con trai gì mà. Anh muốn nói với em á, tại sao mấy nay em cứ lạnh lùng với anh hoài vậy? Mà em lạnh lùng vậy em vui lắm hả? Em không thấy buồn hả mặn? Trời ơi là trời, em cũng thấy đó. Lúc trước em còn vui cười, còn bây giờ em không có cười nữa. Mặt của em lúc nào cũng cau có, giống như khúc cây vậy đó. Anh nói thiệt á, anh lúc nào cũng muốn tốt cho em thôi, lúc nào anh cũng muốn làm cho em vui thôi mà. Anh đâu có ý gì đâu. Mà nếu như bây giờ em không có chịu nữa, anh bảo đảm với em là anh sẽ không nói chuyện với em nữa, anh không làm phiền em nữa, được chưa? Nước đây con, nước đây. Dạ cảm ơn gì. Nói gì vậy? Em khát nước. Em ạ. Dạ. Được rồi đó hai. Trời ơi cái con quỷ cái này. Bộ mày bị đuôi hả? Có nhìn á thì cũng phải nhìn thấy người ta đi tới. Không muốn dụ á thì mới dụ chỗ khác. Ê con nhỏ này. Nè, cô á là cô nhỏ nhất nhà đó nha. Cô nói già quỷ cái hả? Chỗ người ta đang vũ khăn, tự nhiên mắc mới gì đưa cái mặt vô cho chúng cái mặt dơ vậy. Coi là cái cách nói chuyện của mình đi. Bởi vậy hả, anh Hải nó mấy người thô lỗ đúng mà. Nè, cô nói hay là anh Hải nói hả? Thôi. Thì á hả, tôi nói đúng bộ. Có sao thì tôi nói lại vậy. Hai kêu hả, coi lại cái thái độ của mình đi. Hả? Được rồi. Hải, đau. Quên giờ ra. Hai người ăn quên kẻ không cãi quên nữa ra. Hai người đừng có cãi nữa được không? Em mà tự nhiên em cãi với nó chi vậy? Trời ơi. Rõ ràng hai người hả, cố tình ăn hiếp tôi á. Tôi nói cho cô biết nghe chưa. Đàn bà hả, sau này có lấy chồng á cũng chỉ là cái máy đẻ thôi. Đừng có nghĩ mình cao sang quá. Tôi nói thiệt cái nha, chỉ có cái thứ đàn bà con gái mà hả, đầu to mà ốc như trái nho như cô mới có những suy nghĩ thiển cận mà đơn giản mà ngu si như vậy đó. Tôi nói cho cô biết nghe chưa, là phụ nữ thì phải biết làm đẹp. Mà đúng rồi, cái tướng vậy sao biết làm đẹp được. Những người hả không biết làm đẹp á hả, cuối cùng á cũng thô lỗ, trước sau gì cũng vậy à. Hai hai, hình như nó trả lời không có liên quan gì. Thì biết nó khùng rồi em chấp nó làm chi nãy giờ. Nè đúng hai người khùng. Cuối cùng là hai chị em ăn hiếp tôi đúng không? Cái gì vậy hả? Cái gì mà cãi cọ gì ba người đẹp? Má! Cái gì? Hai chị ăn hiếp con á. Con á, con đang nói chị Đào á, lạ hả, là con gái á thì phải sửa soạn đẹp xíu thì mới có người rước được. Chứ hả, kiểu này ở trong nhà hả, ám hết người này tới người kia hả? Con nói làm sao vậy? Chị Đào của con á, đàn ông con trai theo đuổi thiếu gì. Nhưng mà người đàn ông nào để chị Đào chọn lựa làm chồng á, tất nhiên là một người đàn ông không được bình thường. Đúng rồi đó gì. Em con á, nó được cưng giống như là công chúa vậy đó. Cho nên nó cũng phải lấy cỡ hoàng tử. Chứ còn như ai kia tên thơm mà sao, kỳ quá. Nè nè, chị nói gì á hả? Thôi,
Thôi đi hai ơi, mình đừng có nói chuyện với người ta nữa. Mình giặt đồ đi hai ha. À, đúng rồi đó. Phơi đi, phơi đi. Hai, ba. Má. Lũ mất dạy. Đây. Đi thôi má. Cái lũ này là một lũ hà bá. Ê, 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 đau, đau, đau. Đâu rồi, lẹ ra coi. Ra giặt phơi lại. Ướt nhẹm nè bà nội. Con này, lẹ ra phụ chị coi. Mày mà phơi ẩu kiểu đó hồi tí đánh mày chết bây giờ. Hai đứa mình ướt hết trơn rồi. Kệ, hả dạ. Đó, chuyện là vậy đó. Hỏi ông tức không? Thử đặt trường hợp ông là tôi đi. Ông cũng vậy à, ông cũng tức vậy hả? Sao lúc đó bà không dạy nó luôn đi? Trời đất ơi, dạy gì được mà dạy. Con của ông á, ông không dạy sao mà tôi dạy. Dạy gì nổi nữa mà dạy. Mới gì hả họng ra là leo lên đầu lên cổ tôi ngồi rồi. Nhảy vô họng tôi ngồi rồi. Dạy sao dạy nổi. Tía, có những sự thật á, tía phải thấy tận mắt thì tía hãy tin nha. Còn thôi, nó dễ bị người ta bóp méo lắm á. Thấy chưa, ông thấy chưa? Đó, có mặt ông đó mà nó còn nói chuyện với tôi cái giọng đó, ông thấy chưa? Thôi đi con, gì cũng như mẹ mà. Đúng là cái thứ có cha sanh mà không có mẹ dạy. Dì chửi con thì được nha, nhưng mà dì không được nói tới má con à. Tao nói vậy mày làm gì tao? Im đi. Tía, một cái nhà này á, bình yên không được hả? Phải cần gây gỗ với nhau mới vui hả? Con Đào, đi vô đi ngủ đi. Đi. Thưa tía con vô. Nó không thèm chào tôi nữa thấy chưa? Bà cũng lo vô ngủ đi. Không. Ông già, mày bị gì vậy mày? Im, đừng nói gì hết, đừng run sợ. Trong người có tiền bạc, rồng vàng, iPhone, iPad, laptop gì bỏ ra hết coi. Đừng có la nghe, ở đây đường dẫn thương người, không ai cứu im đâu. Hôm nay không đưa là chết. Tụi bay đừng có lộng hành nha. Ăn cướp giữa ban ngày ban mặt vậy hả? Lộng cái gì mà lộng, ở đây chỉ có lộng quyền chứ không có lộng hành. Hành tội gì ở đâu đây? Ông già, đưa đây ông già. Mày thì đưa tiền đây. Rồi đi. Bà nội cha mày đồng tiền đi liền khúc ruột. Mày lấy tiền rồi mày lôi ruột ta ra luôn sao? Đừng lẻo mép nhiều chuyện. Bực bội. Anh cứ nói chuyện với ông ròm này làm gì? Kiểm tra coi. Bước ông đi. Từ từ. Sao? Đưa nhanh lên. Không to hút một cái là chết. Ê, đưa đẩy. Mày làm gì vậy? Đưa lại. Làm gì vậy? Ra tay anh hùng hả mày? Hay quá. Mẹ. Cảm ơn con. Dạ. Tụi bay muốn gì? Giờ sao tụi bay muốn gì? Có mày con vào vô đâu? Mày giỡn mặt hả? Biết tao là ai không? Mày giỡn mặt hả? Này cướp. Giờ tính sao? Hốt đó. Gì? Muốn gì? Có con vào vô nè. Úi da. Trời ơi. Úi da. Trời ơi. Mới người ta. Mày. Mới người ta. Chạy này cát. Chạy chạy. Cậu cậu. Đợi em chứ. Có sao không? Có sao cậu? Con có sao không con? Cậu. Sao không cậu? Trời ơi. Con có sao không? Sao nó đánh gì mạnh dữ vậy? Chắc là cậu, cậu con bị trọng thương rồi. Trời đất ơi, vì cứu bác mà con bị vậy, bác án nái quá con ơi. Có sao không? Cậu. Dạ dạ, chắc cũng sao đâu bác. Chắc vết thương ngoài da thôi à, không có gì đâu. Bác có sao không? Thương ngoài da cho đâu thấy chảy máu gì đâu. Không sợ ngoài da mà có chừng bị bệnh hậu đó. Dạ. Con thấy hơi đau 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 ở đây nè bà. Ủa đau nhiều không cậu? Cũng nhiều. Bác không sao là được rồi. Bác bình an là được rồi. Cảm ơn con. Dạ dạ. Con tốt quá, không có con coi như nó hốt cốt bác rồi. Dạ được, cậu được ơi rồi. Giờ cậu như vậy đi cậu, mà đường về nhà mình còn xa lắm, cậu về được không? Chứ con thấy á, tướng cậu vậy, tướng con vậy, chắc con cổng cổng nổi đâu. Thằng này nói đúng á, tao với nó còn cổng không nổi mà. Dạ. Thôi giờ vậy đi, về nhà bác, rồi bác xức thuốc rồi cho rồi nghỉ ngơi rồi về. Thôi. Dạ. Con sợ phiền bác với lại gia đình lắm. Phiền phức cái gì? Mày cứu bác mà. Mày cứ về nhà bác đi. Đi nghe con. Dạ con thấy bác này nói đúng á cậu. Thôi mình về đỡ nhà bác này đi. Dạ dạ dạ. Từ từ thôi cậu. Ai da.
cầm cái này theo cho chắc ăn. Dạ. Đây, vô đây. Dạ. Đỡ cậu con ngồi xuống đây đi con. Dạ, dạ, dạ. Ngồi xuống đi cậu. Thiệt tình không biết mấy cái thằng này ở đâu đánh cậu con ra nông nổi như vậy nè. Để Đào à. Dạ. Đào. Dạ, tía. Ủa, lấy chị dầu nhanh lên. Anh bị gì vậy? Bị quýnh hả? Dạ đúng rồi. Dạ cậu. Đúng rồi, cậu đi lấy chị dầu. Nhanh lên. Ráng đi cậu. Đau quá. Biết con Đào mà. Dạ. Ráng chịu khó đi, nó lấy dầu ra nó sức cho. Nhanh đi con. Dạ. Đau lắm hả cậu? Mày sức dầu cho cậu đồng đi. Tía, sao tự nhiên là con sức vậy? Không lẽ tao? Đau quá. Sức đi. Đó, dầu á. Kêu người của anh sức đi, mắc mớ gì tới tôi. Ủa, tôi là đệ tử của cậu đồng thôi, tôi không biết sức đâu. Cô Đào sức giùm cậu tôi đi. Trời ơi. À, sức đúng giùm đi, cậu qua đàm đâu. Có cái sức dầu không mà mày làm gì ghê vậy? Tự nhiên cái đem cục nợ đi về. Trời trời ơi, cục nợ cái gì? Người ơn của tía đó. Không có cậu đồng cứu hả? Bây giờ tao ban một đống nợ kìa. Đau quá. Ơ cậu, ủa cậu sao vậy? Đau cái gì vậy hả? Dạ. Ủa, có chuyện gì vậy Đau? Thơm. Dạ. Mày chạy qua mày coi cậu đồng bị gì vậy? Mày lấy dầu sức cho cậu đồng coi. Xích qua đi rồi mới có người sức cho chứ. Đây, đưa dầu cho ông Thơm sức, lẹ lên. À, đúng rồi, nè. Không. Nè, tự nhiên, chị sức đi. Thơm, sức lẹ lên. Đứa nào sức không được. Trời ơi. Sức, xoa coi. Ủa mấy người sao vậy? Đây. Cậu Đồng là người ơn của nhà mình, mà đứng trơ mắt ra ngó vậy hả? À? Không biết đau xót gì hết à? Đó, sức đi. Mày xoa cho cậu một cái đi, xoa giùm. Đó, xoa vậy đó, đúng rồi đó. Ơi. Đây, ngay ngực. Ngồi xuống con. Đúng rồi đó. Đau. Ông nhìn kìa, hai đứa nó giống như là vợ chồng vậy á. Có dễ thương không? Trời ơi, ta nói không có đồng nha. Là cướp nó quánh tụi chết. Ừ. Tía bị gì tía? Tía có sao không vậy? Thì nhờ cậu Đồng nè, thì tao mới không sao. Dạ, thôi không sao đâu. Bác không có gì là con yên tâm rồi. Thôi, con sức dầu vô chút xíu, con cũng đỡ bớt rồi bác. Không sao đâu. Thấy cậu Đồng á, sống tình nghĩa ghê hồn. Nói cái câu nghe đứt ruột. Bác không có sao là con vui rồi. Hey. Đại ca. Gì vậy? Có sao không đại ca? Có sao không? Thôi không sao. Chuyện nhỏ mà. Thôi không chút xíu thôi. Thiệt hả? Ờ. Sao đại ca không sao? Không sao. Là đàn em nhận tiền mới sướng được. Diễn y như thiệt vậy. Dạ. Tụi em lâu mà. Đại ca. Tụi em làm là phải tốt rồi. Cội đếm đại ca đưa là lấy. Rồi. Có gì cần tao hú. Vậy nha. Cảm ơn nhiều nha. Chúc đại ca mọi sự việc đều thành công nha. À, ok. Có gì là đại ca hú cho em một cái là tụi em làm. Hiểu. Rồi. Khoan, tôi chúc đại ca giống như ông này chúc đại ca nha. À. Có gì kêu thêm người cũng được. Đi đại ca. Nợ lớn á. Rồi. Đi. Cẩn thận đó. Gì mà mặt mày một đống thì ghê vậy? Má! Má nghĩ sao mà tự nhiên hả? Má kêu con đi xuất dầu cho ông Đồng vậy? Trước giờ con có bận mấy cái chuyện đó đâu. Giờ má thấy không? Má tạo cơ hội cho nguyên đám tụi nó hả? Cười thúi cái mặt tôi luôn nè. Cái quan trọng là ở cái tấm lòng. Còn cái chuyện mà tụi nó cười thúi mặt thì kệ tụi nó. Con phải tìm cách để chiếm lấy tình cảm của thằng Đồng chứ. Thằng Đồng là đại gia, con hiểu chưa? Má ơi, mà con có người yêu rồi má. Cái thằng Bạch Tiết đó chứ gì? Bạch Tiết cái gì mà Bạch Tiết? Người ta là Bạch Mã Hoàng Tử. Tao không cần biết nó là ai hết. Tao chỉ biết nó là bạn của Tám Ảnh thôi, đúng không? Ủa? Sao má biết vậy má? Con không cần biết là tại sao má biết. Mà con chỉ cần biết là thằng đó không xứng đáng với con.
nhưng mà tại sao lại không xứng đáng được? Trời ơi, nó nghèo quá mà. Nghèo sơ, nghèo xác làm sao xứng đáng với con được? Sao mà biết anh nghèo? Bộ hả, má gặp ba má anh ta rồi hả? Hay là má đi theo dõi anh ta rồi má biết nhà anh ta nghèo hả? Ê, má đâu có rảnh. Má đâu có rảnh để mà má làm mấy cái chuyện đó. Mà má chỉ biết đó là bạn Tấm Bảnh ha. Nhìn thằng Tấm Bảnh là biết bạn của nó rồi. Toàn lũ nghèo kiết xác không à. Nhưng mà đẹp không trai. Không có nhân nhượng gì hết á. Má ơi. Nè, má nói cho con biết nha. Bây giờ á, mà con thích đẹp trai là cuộc đời con sẽ nghèo sơ nghèo xác. Còn nếu như mà con lấy thằng đầu, đó chính là tiền đó con. Là một nơi con được hưởng sung sướng đó. Giữa tình và tiền, con chỉ được chọn một mà thôi. Mệt quá. Tình, tiền. Tình lên tí xíu, tiền lên cao hơn. Chết cha, vậy là vẫn nặng hơn tình rồi. Đi, mệt quá đi. Ê Tấm Bảnh, nghe nói mày với Mận làm lành rồi hả? Chúc mừng mày nha. Thôi bây giờ mình không có rượu thì mình lấy trà mình thay rượu đi hả? Tao chúc mày, chúc mừng mày. Tao chúc mày với Mận là trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc, ăn ở suốt đời, con đàn chó đóng. Đóng thật là nhiều đóng. Đóng cái đầu mày á. Đám cưới sinh con mày làm gì cái gì đóng. Vậy nó mới hạnh phúc, mày không biết gì hết. Cái này mới là quan trọng nè. Nếu mày với Mận mà làm lành nhau rồi á, cái mày lựa lời mày nói chuyện với Mận, sao cho Mận với Đào làm lành lại với nhau đi. Chứ để hai người đó chiến tranh hoài không có được đâu. Hai người đó mà làm lành với nhau á, thì tao với mày mai mốt đi chơi sẽ có hai cặp vậy mới vui. Chứ để đi gặp mặt nhau gượng gượng nhau kỳ lắm, căng thẳng lắm, không có được đâu. Khó lắm mày ơi, bây giờ tình hình khó khăn, nó căng thẳng lắm. Tao nói thiệt, cái chữ khó đối với ai thì được, nhưng đối với Tấm Bảnh á là không thể nào mà khó được. Không có gì làm khó được Tấm Bảnh. Mày Tấm Bảnh mà, mày có sách đúng không? Mày nói với tao là cái gì mày không hiểu, mày không làm được á, là mày lấy sách ra mày làm được. Lấy sách ra. Tao đọc rồi, sách tao chỉ mày á là bậy, hên xui thôi à. Làm trúng không trúng thì thôi. Vậy mấy lần trước mày chỉ tao là hên xui hả? Mày khốn nạn thiệt chứ, bạn bè nha mày. Nhưng mà mày nói tao mà mày hay quá. Cái vụ con Đào mày sao? Mày có khuyên được nó không? Thì tao khuyên không được nên tao mới nhờ mày nói với Mận. Mày hay quá. Nè, nói về chuyện con Đào á, để tao chỉ cho mày coi. Tao cho mày cuốn sách này nè. Đó. Sách nữa hả? Đối với mày á, tao sẽ đưa sách cho mày đọc. Cuốn sách tao đã thuộc hết rồi. Chàng mấy? Chàng cuối cùng á. Chàng cuối cùng. Ê, nó có chỉ nè. Chỉ vậy. Khi mà bạn không giải quyết được một vấn đề gì đó, thì bạn hãy dùng một nắm đấm thật là mạnh. Mạnh thật là mạnh vô mặt của một cái thằng. Đúng rồi đó, vô mặt thằng Bảnh á. Ủa, giọng của ai? Cái giọng này của tao nè. Ê, Mận. Bảnh. Em ngồi chơi Mận. Thôi. Em ngồi chơi. Mận không ngồi đâu. Qua gấp quá không chịu nói làm gì hết trơn Mận. Đúng rồi, thôi Mận đứng đi chứ Mận ngồi cũng như đứng à. Mày nữa à, cũng mày nữa à. Mận mới qua chơi nha mày. Giỡn thôi. Mận em ngồi chơi. Thôi không ngồi đâu. Anh Bảnh, đi với Mận nha. Em à, anh không phải là người tùy tiện. Tại sao muốn rủ anh lúc nào là rủ? Đúng rồi đó, đừng có làm như vậy nha. Em vậy làm đó. Như vậy là cũng giống như mấy đứa khác á. Đứa nào rủ nó cũng đi, không được đâu. Ủa vậy hả, dạ rủ cũng đi hết trơn hả? Thôi được rồi, Mận hiểu rồi, Mận đi về đây. Không có. Nãy giờ anh chỉ nói giỡn thôi. Chứ thật ra anh thấy em đi một mình rất là buồn. Để em đi theo em, cho tròn tình tròn nghĩa ha. Nói chung là mình đi đi. Đi đâu à, đi đâu à? Tao với Mận đi chơi. Hai người đang tính đi đâu à? Tao với Mận đi chơi nha. Đi chơi hả? Ừ. Đi chơi. Ê, bye bye. Vậy còn tao sao? Cậy là mụ rủ đi ha, rủ. Cậy, mau đi đâu? Đi chơi không? Đi chơi với tụi tao đi chơi vui. Với hai đứa bay hả? Thôi. Thôi thấy chưa? Cái trời. Làm sao tao có thể từ chối được hai đứa bay? Đi chung cho nó vui. Nè, sách mày nè. Cất vô đi. Có gì mình bí quá mình lấy sách ra mình coi. Đi đi. Bây giờ ba đứa mình đi chơi chung cho nó vui. Vậy đi đâu nè? Thôi đi ra ruộng đi. Đi 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 đi. Trời ơi có gì đâu mà. Đi 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 đi. Hai đứa nắm tay vô nha. Đó, đi nè. Đi. Đi chơi. Đi chơi mặt mày buồn quá mày. Cười lên. Đi chơi. Vui mà. Ha. Đi đi. Đừng có rủ. Đi. Nó lì quá. Ở nhà uống trà kìa. Thôi uống trà gì ngày nào không uống. Đi chơi. Trong sách tao có chuyện tranh mà. Thôi sách mày dục luôn đi, đi chơi. Trời mày lẹ đi, tao mệt quá.
Sao? Ê, đợi tôi có lâu không? Ờ, đâu lâu đâu. Mới ngồi có chút xíu mà hả, kiến cắn lum nè. Cái chừng đạo cũng chết nè. Cho đô la xin lỗi đi. Không, lỗi phải gì. Đi mà, xin lỗi đi. Sao biết sao không? Đáng lẽ đô la tới đây là đô la tới lâu rồi, nhưng mà biết Sáu thích ăn cái này nè. Nhưng mà đô la phải, trời ơi, băng qua 4 cây cầu mới mua được cái đống mít này đem về cho Sáu nha. Thiệt không? Thiệt á. Đi mà. Ngồi đi. Ui chà, ăn thử đi. Ngon không? Ừ, ngon. Cho đô la thử miếng đi. Để đó. Ngon quá à. Mít ngon. Khổ lắm á mới mua được á nha. Sao ạ? Thầy hồi nãy nói rồi mà, phải băng qua 4 cây cầu mới mua được á. 4 cây cầu. Ừ. Ừ. Đô la. Ừ? Gì vậy? Hả? Sao bị gì vậy? Hả? Bị đau tim hả? Không. Nút vô nói chuyện. Trời. Giờ á, lỡ như tía má đô la mà phát hiện ra chuyện tụi mình, lúc đó đô la tính làm sao? Ờ thì bây giờ đô la phải tìm cách thuyết phục tía má thôi. Đâu phải chuyện thuyết phục lúc nào cũng đồng ý đâu. Lỡ thuyết phục không được á, ổng bả hả, còn giận lên, không chịu, rồi bắt đô la chọn một trong hai, thì lúc đó tính làm sao? Là em của ngày hôm qua, u u u u. Là em của ngày hôm nay, u u u u u u u. Em là em của ngày hôm qua, em là em của ngày hôm nay, u u u yeah, u u. Đến đây. Gì vậy? Hát ba cái nhạc xí đú. Xí đú là cái gì? Tôi nghe hay mà. Hay cái gì? Dạ, yeah, mà không nên nết. Dẹp mấy cái nhạc đó đi. Nhạc đó của con nít mà hát hò cái gì. Con bà nít. Bây giờ bà cần gì bà khoe. Bà đâu có nói cái cần cái ngày hôm qua bà mới uống. Bữa nay bà cũng uống nu uống nặng kìa. Ông nha, ông coi chừng tôi đó nha. Bây giờ chê tôi uống phải không? Nói lại đi. Bỏ mấy cái nhạc đó đi. Giờ hát nhạc gì? Nó không có hợp cho cái quán này đâu. Ở đây ở dưới quê rồi, thấy không? Ừ. Bây giờ bà cứ nghe tôi. Ừ. Như tôi á, tôi thích là cải lương nè, dân ca rồi này nọ. Ừ. Nó mới hợp với cái tuổi của mình. Hát ba cái nhạc tầm bi tầm bạ. Rồi, vậy để tôi học dân ca hát cho ông nghe ha. Uống gì? Sao hôm qua không tới đây? Bộ bị bà cấm cửa hả? Mày lãng xẹt à. Tôi muốn làm gì tôi làm. Tôi muốn đi đâu tôi đi chứ. Cấm cửa cấm kia cái gì? Để tôi nói nhỏ cho ông nghe cái này nè. Ông muốn làm gì ông làm phải không? Ừ. Vậy ông cưới vợ hai luôn đi. Ừ? Dám không? Serious. Dám không? Trả lời đi. Hello. À, tí về liền. À, mấy đứa nhỏ gọi tôi về nha. Xí, cái con trai mắc dịch. Chồng cái mắc cỡ vậy luôn rồi. Coi chả kìa. Tụi đẹp quá phải không? Gì? Sao à? Quán xá vắng que vậy? Vậy có mình nên buồn không? Sao không kiếm một nửa nữa đi để cho vui? Kệ tôi, mắc mớ gì tới ông, cha già vô duyên. Sao kỳ ha? Gặp cả hai lợi chị vui cười. Nói chuyện có tươi lắm mà còn gặp tôi mặt mày bí xị cọc cằn là sao? Tại vì tôi biết nhìn người. Bởi vì thôi cho về uống đi. Uống gì? Cô ke. Cô ke nữa coi chừng đáy đường đó. Tôi nó không có bị đâu mà nó hoài.
nửa chai thôi nghe. Ai bán nửa chai? Bán thôi khỏi uống. Ấy làm ly trà đá đi. Có thằng trai vô duyên không? Dẫu gì? Trà đá, quyết định rồi. Cho xin miếng đường nghe. Cho ông nhiều đường, cho ông tiểu đường luôn. Đã nói rồi. Đây, trà đá nhiều đường nè, uống đi. Ừ, cảm ơn. Tôi thì tôi ganh tị với cha hai lợi. Tự nhiên sao chả được chị niềm nở quá. Nói chuyện đồ, thấy mà coi vui vẻ quá. Tôi không được vậy, tức chứ. Thì tôi biết nhìn người mà. Người ta nói mặt má bầu nhìn lâu không chửi gì đâu. Bà bỏ muối trong này hả? Ừ, vậy cho vừa. Mời anh uống nước. Cảm ơn. Cảm ơn em. Dạ. Uống đi. Dạ dạ. Ủa? À, dạ, thưa bác. Ờ, mới tới chơi à con, khỏe không? Dạ, dạ con khỏe. Ờ, uống nước đi con. Dạ, dạ. Bác ơi, à, hôm nay tới đây con biếu bác một chai rượu. Lấy Thảo. Trời đất ơi, chuyện con làm cho bác còn chưa cảm ơn con đi quà cáp cho bác làm chi vậy? Bày vẽ quá. Dạ không có gì đâu bác, đây là tấm lòng của con mà. Ờ, cảm ơn con. Dạ. Uống nước đi. Dạ dạ, cảm ơn bác. Đúng là không biết điều, không nể mặt gì hết. Lúc trước thì lúc nào cũng có quà cho mình, giờ thì chỉ biết có mình ổng. Ờ, rồi sẵn bữa đó, ở lại ăn cơm luôn. Ủa, vậy hả bác? Ờ, coi dạ. Mấy đứa chuẩn bị cơm nước khách nghe không? Ờ, bác ơi, cho con hỏi là Đào có nhà không bác? Ờ, con Đào nó mới... Ý trời ơi, nó linh ghê không, nó về rồi tới kìa. Dạ thưa tía, thưa dì con mới về. Đào. Ủa? Thôi ngồi đi con, ngồi đi. Đồng ở, tới nhà tôi chơi hay làm gì vậy? À, không biết Đào có ra cửa hàng không ha? Hỏi mắc cười ghê á. Nhà người ta mở cửa hàng mà hỏi có ra không, không ra lấy gì bán. Dạ thưa tía, con xuống con dọn cơm nha tía. Xuống dọn cơm đi. Ê, ủa, bác không ngồi uống trà chung hả bác? Thôi để nó dọn cơm, lát ở lại ăn cơm. Dạ, dạ. Con Thơm, xuống phụ chị dọn cơm đi. Bác, nhà có mấy chị em công nhận cũng vui quá ha bác ha. Trong nhà có mấy chị em gái. Ủa, con Đào á là đứa cứng đầu nhất, nhưng mà nó cũng siêng năng giỏi giang. À, dạ. Theo con thấy thì con gái mà cá tính thì thường hay dậy lắm, không sao đâu bác. Ừ. Bởi ta nói là mua heo chọn nái, cưới gái chọn vòng. Lựa cá tính đi, về hốt cốt. Cái vòng này sao? Ừ, không phải. Con Thơm cũng vòng này đó. Tôi nói ý là tôi nói vậy nè. Con mà lấy vợ á, dạ, thì phải lựa người vợ mà hiền lành, thùy mỹ, biết phục tùng chồng thì mới lấy. Chứ lấy mà cá tính hay là sắt thép á hả? Trời ơi, không bẻ con cong vòng á. Bác cũng xui đó. Dạ. Đi lụm bậy dính bả đó. Cá tính lắm. Dạ không sao bác, nhiều lúc cá tính mà, đàn ông mình thích thích. Thú đau thương. Dạ. Chà, cái cục này sao thế nào?
Hôm nay bà chủ không bán rồi sao đi dạo mát hả? Buôn bán thì cũng phải nghỉ chứ. Đi dạo vòng cho nó thoải mái. Vậy có cần tôi dẫn Mai đi không? Thật ơi, không biết thì thôi. Ở đây nhiều phong cảnh đẹp lắm. Có cái vườn trái cây dưới này nè. Nghe. Rồi còn nhiều cái đẹp nữa. Hôm nào tôi rảnh tôi đưa đi. Thôi, tôi có người quen ở đây rồi, tôi nhờ họ đưa đi cũng được mà. Tôi không có muốn làm phiền ông đâu. Tốt nhất á là về đưa vợ đi đi. Vợ tôi hả? Ờ. Thôi, bà quê mùa lắm. Tối ngày bà chỉ lo cửa hàng với căn nhà, có biết thưởng thức gì đâu. Ôi, vậy mới là đàn bà đảm đang đó nha. Thôi, tôi muốn đi một mình. Vậy nha. Ông giờ nó mới tiêu rồi. Để qua coi em cứng cỡ nào nha. Thằng Đồng nó vậy á, còn trẻ mà lễ phép ghê. Mà gia đình nó cũng buôn bán trái cây cũng gần đây. Tôi nghĩ mời mốt con Đào về làm dâu bên bển á là cũng có một cái chỗ dựa được rồi đó. Gần cái gì? Thằng Đồng á là nó ở làng bên. Ông có biết gì về nó? Ông hiểu rõ gì về nó không? Mà tại sao ông quyết định vội vàng quá vậy? Trời ơi, tại ông không hiểu thôi, chứ thời buổi bây giờ thanh niên á, tụi nó dễ sợ lắm. Nó giả bộ hiền lành, nó giả bộ đàng hoàng tử tế với nhà gái để đạt được mục đích của nó. Rồi sao hả, nó trở mặt cho ông coi. Ông phải cẩn thận á. Bà nói quá, lúc nào bà cũng đa nghi. Tôi tiếp xúc với thằng Đồng vài lần rồi à, nó rất là hiền hậu. Nó không phải là cái dân ăn chơi trác táng như bà nghĩ đâu. Mời mốt con Đào lấy nó là cái chỗ dựa tốt nhất. Trời ơi, chuyện cả đời con gái mà sao ông quyết định vội vàng quá vậy? Mà chưa chắc gì thằng Đồng có chịu con Đào à. Bậy, tôi liếc sơ qua là tôi đã biết rồi. Nó mết con Đào lắm rồi. Thôi, đi ngủ đi. Thằng Đồng phải là của con Thơm mới được. Đi ngủ đi, chuyện đó để tôi lo. Yêu nè, không yêu nè. Yêu nè, không yêu nè, yêu nè. Trời đất ơi, cái gì vậy? Cái bông nó tội tình gì mà làm gì dằn vặt nó dữ vậy trời? Coi nè. Tôi xin lỗi. Có chuyện gì nữa rồi phải không? Người ta không có thật lòng với tôi. Là sao? Anh không có dám á, can đảm để mà chạy theo tiếng gọi của con tim. Chắc tôi chia tay sớm để bớt đau khổ quá. Ờ, chứ đau khổ vậy hoài cũng chia tay sớm à. Ơ, thôi, tại tôi lỡ lời thôi, đừng có khóc nữa. Thôi qua đây, mệt quá à. Nín đi thương, nín thương nè. Ồ, thương nha, thôi nín nín nín, nín đi thương nha, rồi. Đi ngủ đi, lọt đọt xuống chi nữa. Lát tôi thấy phẻ phẻ tôi giọt lên. Con chào tía. Sao giờ này mày chưa ngủ? Xuống đây làm gì? Dạ, con ngủ không được. Buồn chuyện tình cảm phải không? Dạ phải. Mà sao tía biết? Tía mày là một cái thằng từng trải. Tao liếc sơ qua là tao đã biết rồi. Có gì con cứ nói đi, biết đâu tía giúp được con sao. Tía, nếu như bây giờ mình yêu một người mà gia đình người ta không có đồng ý,
người ta không dám đấu tranh gì mình. Mình có nên yêu người đó không tí? Nhìn sơ sơ là biết. Mày kết con Lê dữ lắm rồi đây nè. Ê, bây giờ đó, con cứ thể hiện tình yêu của mình đi. Có bao nhiêu con bộc lộ ra hết đi, để cho người ta hiểu là con yêu người ta mãnh liệt đến cỡ nào. Đó, lúc đó tự nhiên người ta phải có cái sự suy nghĩ, rồi người ta sẽ đặt hết cái niềm tin vô con. Rồi lúc đó con tấn công mạnh hơn nữa là người ta sẽ tin tưởng vào con. Còn cái chuyện gia đình mày nói hả? Trời ơi, cha mẹ nào không muốn con mình hạnh phúc, phải không? Dạ, con hiểu rồi. Con cảm ơn tí nhiều nha. Không có gì. Dạ thôi, con đi ngủ trước. Đi ngủ đi. Con cảm ơn tí nhiều nha. Tí ở đây cũng mong cho hai đứa bay nên một cặp. Chiều gió mát của anh ha. À, thích thiệt. Mẹ. Hả? Em thấy ở đằng kia có cái gì đẹp lắm kìa. Đâu? Đằng kia kìa. Đẹp đó. Đó. Đứng lên coi đi. Anh đâu có đó. Thấy đâu. Đó. 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 Ê, 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 ê. Nay qua nhà bác chơi làm gì mà quà cáp trịnh trọng dữ vậy? Dạ thưa bác, hôm nay con qua là con muốn nói với bác là cho con được cưới em Đào. Cưới con Đào? Dạ. Ông gì? Chuyện của anh Đồng á, giờ ông tính sao? Ôi, thì cứ quyết định luôn cho rồi chứ còn tính sao trăng gì nữa. Không phải, ông quyết định vội vàng quá à. Rồi biết đâu con Đào nó có người yêu rồi sao? Bà nói tụi bậy. Áo mặc sao qua khỏi đầu. Cha mẹ quyết đâu á, con phải ngồi đó. Sao? Má làm gì má bực mình vậy? Ta nói cái chuyện tốt á thì nó không tới đâu, mà cái chuyện xấu á nó tới rồi nè. Chuyện gì? Bây giờ rồi, tía mày á sắp sửa gả con Đào cho thằng Đồng rồi đó. Chuyện hả má? Sắp sửa gả Đào cho Đồng hả má? Con thấy chị nó vui mà, đâu có gì đâu mà buồn. Cái gì? Vui hả? Đúng rồi. Ê nè, như vậy á nghe con, là mày sắp sửa mất cái chỗ dựa vững chắc rồi đó. Con muốn ăn ngon mặc đẹp hả? Đừng có mơ. Mở mắt ra mà nhìn đi. Thứ gì ngu ơi là ngu vậy? Mày ngu giống ai vậy mày? Ê, mày đừng hả họng ra nói trong nhà có hai người là mày ngu giống tao nghe chưa? Không dám đâu, tao khôn thấy mồ á. Thứ con gái gì mà ngu. Ủa gì kỳ vậy? Sao tự nhiên mới về mà? Đang vui mà. Tự nhiên chửi tét tét vô mặt ta vậy hả? Thank you.